Hello, Ngợi xin chào quý anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì Ngợi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài tập vai giữa này này các bạn ha, với cái tạ tay. Cái động tác này nó gọi là fly, nó giống như con chim nó đang bay vậy đó, được không ạ? Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải đứng như thế nào các bạn ha? Chúng ta có thể đứng nhỏ hơn vai một chút, hoặc là chúng ta có thể đứng rộng hơn vai một chút, kể cả chúng ta có thể trùng gối, hạ khớp hông một chút cũng được ha các bạn ha. Tùy ai mà chúng ta đứng như thế nào, ở cái vị trí nào đó mà chúng ta cảm thấy là chúng ta giữ thăng bằng tốt nhất, hoặc là chúng ta thoải mái nhất thì chúng ta đứng ha các bạn ha. Cái quan trọng là chúng ta chủ yếu là cái thân trên ở cái động tác này các bạn. Đầu tiên á, là Ngợi luôn luôn nói là chúng ta phải lựa chọn cho mình một cái khối lượng tạ nó phù hợp ha các bạn ha. Đây. Rồi, đây như thế này. Các bạn ấy này, trong suốt cái quá trình mà Ngợi đẩy á thì cái lòng bàn tay của Ngợi này các bạn này, nó luôn luôn nằm ở dưới mặt đất. Đây, các bạn thấy không? Ha. Nếu như mà chúng ta xoay lên á thì chúng ta dùng cái tay chúng ta đẩy lên rồi. Đấy, các bạn thấy không? Dùng lực tay rất là nhiều luôn. Cho nên nhớ là Ngợi, nhớ cho Ngợi ha, cái lòng bàn tay của chúng ta luôn luôn xoay dưới mặt đất này đây. Đó, và điểm thứ hai nữa là trong suốt cái quá trình mà chúng ta thực hiện động tác ha các bạn, cái khớp khuỷu chúng ta không có di chuyển ha các bạn ha, không có lên kéo vô giày, ra giày xuống ha các bạn ha. Đây, các bạn nhìn Ngợi nè. Ha, đầu tiên người thẳng ha các bạn ha. Hít. Đây, khi mà chúng ta lên á, khi nào mà cánh tay chúng ta nó song song với mặt đất hoặc là nhỉnh hơn vai một chút là chúng ta dừng lại được rồi, các bạn đừng có đưa lên quá cao như thế này ha các bạn ha. Được không ạ? Rồi đây, các bạn nhìn Ngợi ha, xuống lên ạ. 1. Tới đây, chúng ta dừng lại ha các bạn ha, chúng ta cố gắng làm sao hãm lại ở đây một nhịp, đừng có thả lỏng xuống. Đó, thả lỏng xuống thì cái cơ chúng ta đã thả lỏng rồi. Như vậy thì vẫn được, không có sao. Nhưng mà cái cơ chúng ta nó sẽ không hoạt động tối đa trong cái set mà chúng ta làm. Đấy, các bạn ha, đây, dừng lại. Lên. Hai. Ba. Đó. Các bạn ha, cảm giác là nó vô cái nhóm vai này này, cực kỳ nhiều luôn các bạn. Nhớ đừng bỏ qua cái bài tập này ha các bạn ha. Như vậy thì Ngợi mới hướng dẫn cho các bạn này cái bài tập mà bay vai này đó, với cái khối lượng tạ nó phù hợp. Nếu mà các bạn còn bất kỳ một cái thắc mắc nào thì nhớ để lại những cái comment, và đừng quên thả tim cho Tèo để Tèo có thêm động lực làm những video clip sắp tới nha các bạn nha. Ngợi xin chào tạm biệt.